Không có like quay phim thôi. Đâu có like về đưa lên mạng thôi. Qua wow, trời luôn ơi, chủ vườn dưa nó có khác ha. Tội nghiệp, tội nghiệp nhỏ. Tội nghiệp nhỏ. Nghe tới tội đó. Mà tiền vào như nữa. Rồi chủ nhà hàng là thấy không đó, ăn tôm không? Tới đây. Chị bà làm gì em máu? Em qua em ngồi sofa nè. Oh shit, tôi được chứ. Chắc nó dạy. Dạy. Để bà lấy con keo dán cho. Rồi. Rồi, glot post canh nha. Đây nè các bạn ơi, bên đây á là mình đang ươm giống nha các bạn. Bỏ giống xuống rồi khoảng 3 ngày nó sẽ nấy mầm. Trồng dưa trong nhà kính nó như vậy nè, mình đã bỏ hạt giống xuống rồi, mỗi lỗ mỗi hạt. Một hạt thì khoảng chừng 50 cent tới 60 cent đô la. Mà cái hạt này thì mình không thể ương được. Nó chỉ ương cho mình ra nó lấy hột cái thôi. Mình chỉ trồng lấy trái. Sau khi mà bỏ giống xuống xong mình sẽ phủ một lớp mền bên trên để chi để giữ cái hơi ấm. Và đậy tấm bạc lại để cho trời nó tối nó nảy mầm cho sướng. Rồi sau khi mà khoảng chừng 3 tháng lên cao cao, chừng khoảng 3-4 tấc á, thì mình sẽ để vô đây. Cứ một lỗ và một cây dưa leo nha. Mà hai cái vòi đó, vòi nước, nước tưới tự động. Đó, bây giờ để chờ. Ê, chờ tới 3 tháng sau lần không chú? 3 tháng sau nó lên cao mình mới đem ra được không? Không có. Mấy tháng? Khoảng 20 bữa. 20 bữa thôi hả? Nó lên. Mấy bữa thì cỡ này thì bao nhiêu? Tầm 40. Trời nắng thì lắm được mưa được ha. Khoảng 20 bữa là té cái này khoảng 3 tầng đúng không té? Té. Té ơi, cái này á nếu mình ươm vậy đó khoảng 3 tầng không? Hả? 3 tầng mình đem ra trồng được rồi hả? À, thì 3 tầng ra xong mình mới nhét vô đây không? Chào các bạn, để thấy xa xa đằng kia có cái anh nông dân, anh đang cột dây trồng dưa đó nha. Đó, nhà kính vậy đó. Bây giờ khoảng chừng 3 tầng nữa là bắt đầu mình đặt ra bệ. Bây giờ anh em đang cột dây để cho làm dây leo á. Thôi, cái này là chưa cột dây nè, bắt đầu mình cột dây nó vậy đó. Xin chào cả nhà, đây nè, đó anh em mình đang đi xuống phụ người bạn để làm cột dây dưa leo nha. Đang trồng, bây giờ mình mà cái này công nhận đẹp trai quá ha. Nào nấy đẹp trai. Đó anh em đang cột dây để ấy cho dưa nó leo lên, mà không biết có dưa có chưa mà dây đã cột rồi. Vậy đó hả? Ừ. Đó, đây là ông chủ vườn dưa nè. Đó. Trời ơi, cũng vậy bên kia kìa. Đây là công nhân nè đó. Bên kia nè, dưới kia kìa. Chỉ vậy vô. Anh đó không biết anh cột có chắc không, kêu một lát Anthony nó giật dây coi có chắc không nha. Uống nước đi, uống nước cho mát rồi. Rồi anh. Uống nước đó ơi. Anh em ơi uống nước đi nha. Đây cái móc này hình như móc áo nó ngon hơn đó nha. Không được đâu, nó quay mẹ dắt lại nó đó. Dắt cho nó. Ê, có phải công nhân không ta? Công nhân hay chủ vậy?
công nhân làm dưa hả? Công nhân làm dưa. Dạ. À, mới ngày đầu tiên. Bởi vì Việt Nam á cứ vượt biên qua là được. Thì anh em xuống phụ người bạn rồi chuẩn bị dàn giá rồi xong khoảng chừng 3 tuần nữa là đưa vô bệ. Bắt đầu 3 tháng nữa là bắt đầu cắt bán. Dưa bây giờ hôm nay có giá 1 ký đâu chừng khoảng chừng 20 đô la khoảng đó.